tới. Florence kính chúc quý vị có một mùa Giáng sinh thật là tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, mọi gia đình đều được bình an và hạnh phúc. Và bài hát sau đây xin gửi tặng đến tất cả quý vị. Feliz Navidad. Xin thương chúc cho tất cả chúng ta có thật nhiều may mắn, thật nhiều bình an và cũng như là thật nhiều sức khỏe để mà vui vẻ với gia đình trong mùa Giáng sinh tới cũng như là New Year ha quý vị ha. Và thưa quý vị, để khỏi lòng mất thì giờ thì bài hát đầu tiên Mỹ Huyền xin gửi đến là một sáng tác của Lê Kim Khánh, bài hát luôn mang tên Lời Con Xin Chúa. Oh,